tất cả mọi người. Mọi người ơi, hiện tại thì mình đang đứng ở đây là một trong chuỗi những cái nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng thế giới, Gordon Ramsay ha mọi người ha. Thì rất là may mắn bởi vì hôm nay là mình đã book được một bàn để cho hai đứa mình có thể review cho mọi người coi các món ăn ở cái nhà hàng này như thế nào nhá. Bây giờ thì mời mọi người vào trong với mình ha. Đây là bên ngoài của nhà hàng nhá, thì hai chữ cái H và K là tên viết tắt của Hell's Kitchen. Thì Hell's Kitchen là một chương trình thực tế do Gordon Ramsay sáng tạo và ông cũng là ban giám khảo chính của chương trình này. Và người thắng cuộc của chương trình thì sẽ có cơ hội trở thành đầu bếp chính của nhà hàng. Ngay khi bước vào trong nhà hàng thì mình sẽ nhìn thấy một cái màn hình rất là to có sự xuất hiện của Gordon Ramsay như thế này. Lúc này là anh Chris đang tấu hài này mọi người. Còn đây là hình ảnh của những người thắng cuộc trong chương trình Hell's Kitchen ở các mùa. Trong lúc mà chờ nhân viên sắp bàn cho mình thì mình có thể coi các đồ lưu niệm có đề tên của nhà hàng được bày bán ở đây, như là ly này, rồi là áo làm bếp, có cả size người lớn và size trẻ em luôn. Còn đây là không gian bếp, nếu như mà mình đặt được bàn ở phía trước này thì mình có thể vừa ăn này, vừa coi họ làm bếp luôn, cũng rất là thú vị. Thế nhưng mà tiếc là bàn của tụi mình ở dưới này cơ. Mọi người thấy đấy, ở nhà hàng này rất là đông khách. Có người còn nói là họ phải đặt trước 2 tháng thì mới có bàn luôn. Mình may mắn tới nơi là mới đặt bàn. Thế nhưng mà mình sẽ tranh thủ là review chi tiết cho mọi người coi nhé. Nhà hàng trang trí cũng khá là đơn giản nhưng mà sang trọng. Buổi tối ngồi ở chỗ này thì nhìn ra cảnh đường phố lúc lên đèn thì rất là lung linh luôn. Còn đây là menu của nhà hàng nè, nhìn rất chi là classy ha. Thì trước khi đến đây thì mình đã tham khảo menu và biết là mình muốn ăn cái gì rồi. Mọi người muốn coi món và giá cả thì chụp lại màn hình nhé. Đây là anh nhân viên phục vụ bàn của tụi mình nè, và rất là nhiều bàn khác, nhưng mà trời ơi, ta nói phong cách chuyên nghiệp thực sự luôn. Anh ấy giao tiếp này, giới thiệu món ăn cho khách hàng này, và khi đổi món thì hỏi cảm nhận của khách cực kỳ khéo léo luôn, không hề gây khó chịu cho khách hàng. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa dễ thương thế cơ chứ. Món khai vị đây rồi, đây là sò đẹp áp chảo ăn kèm với salad táo giòn rụm, thêm một chút xíu thịt sông khói kèm với lại sốt trông cuốn thật sự luôn. Món này thì nằm trong combo mà mình kêu đó mọi người. Anh Quyết chỉ ăn ké thôi nha. Bây giờ mình sẽ để anh Quyết ăn thử trước xem là anh ấy cảm thấy thế nào nhá. Bây giờ thì tới lượt mình nha. Theo cảm nhận riêng của mình thì mình thấy sò điệp được chế biến rất là thơm, không nghe mùi tanh, thế nhưng mà hơi bị khét nhẹ một chút. Cái sốt màu trắng trắng mà ở bên dưới miếng sò điệp này là gì mình quên mất tiêu rồi. Thế nhưng mà ăn nó rất là thơm, béo và mịn như kiểu là khoai tây nghiền vậy á. Thế nhưng mà hình như không phải là khoai tây nghiền. Món này được ăn kèm với salad và sốt cho nên là không bị ngán nha. Mà thực ra chưa kịp ngán thì đã hết đĩa rồi đây này. Nói chung thì mình chấm món này là 8.5 điểm trên 10 nha. Ăn xong thì toàn bộ nĩa dao được dọn để thay thế bằng bộ mới luôn. Đây mới là tinh thần của video này nè mọi người. Đây là món thịt bò Wellington rất là nổi tiếng, ai tới cũng gọi món này hết á mọi người. Anh Chris thì order một miếng steak khoảng 340g và một chảo nui phô mai. Điểm đặc biệt của miếng thịt bò đắt đỏ này là ở chỗ thịt bò được bảo quản ở nhiệt độ thấp, khoảng 1 độ C, nhưng không làm đông thịt, trong vòng ít nhất là từ 28 ngày cho tới 75 ngày. Khi đó thì miếng thịt bò sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu nâu nâu á mọi người. Và người ta nói là khi mà nướng lên thì thịt bò sẽ mềm hơn và ngon hơn. Mình có ăn thử thì thấy nó không được mềm như mình nghĩ, nhưng mà công nhận là ngon. Chắc là thịt này thì mình phải ăn kiểu rare á, kiểu như là nó còn hơi đỏ đỏ một xíu á, thì mình nghĩ là nó sẽ mềm hơn. Cho nên là món này riêng cá nhân mình chấm là 9 điểm trên 10 nha. Bây giờ thì chúng ta cùng xem là cảm nhận của anh Chris về miếng thịt bò này như thế nào nhé. Really really good. I'm from Kansas, so I can't say it was the best I've ever had, but still really, really good. Giờ thì mình sẽ review món thịt bò Wellington này cho mọi người cùng xem nhé. Đây là món bít tết có nguồn gốc từ Anh. Bít tết phi lê được phủ pate gan ngỗng và hỗn hợp nấm, hành tây, mùi tây cắt nhỏ, rồi là được xào với bơ thành một cái hỗn hợp sền sệt. Sau đó thì được bọc trong bánh phồng rồi nướng. Chưa biết vị của nó thế nào, thế nhưng mà nhìn là thấy rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt rồi đúng không mọi người? Món này thì được ăn kèm với khoai tây nghiền và rau củ xào. Ở đây là củ cải trắng và cà rốt này.
Đây mọi người thấy là cái vỏ bánh bên ngoài nó rất là giòn luôn, cho nên là cắt một cái là nó vỡ vụn ra như vậy đấy. Cảm nhận của mình khi mới ăn miếng đầu tiên đó là cái vị rất là lạ, rất là khó miêu tả luôn. Chắc là phải ăn hết đĩa mới có thể cảm nhận chính xác hơn được. Thế nhưng mà không phải khó ăn đâu nhé. Cái mặt của mình biểu cảm nó chưa có phải cái như cái gì mình đang muốn nói. Bây giờ mình miêu tả làm sao để cho nó chân thực nhất được bây giờ nhỉ mọi người nhỉ? Mình hơi rốt văn mọi người ạ, mọi người thông cảm nhé. Đây thì miếng thịt bò thì nó hồng hồng như vậy thôi, nhưng mà không hề tanh và rất là mềm luôn. Lớp bánh phồng bên ngoài thì giòn này và rất là thơm mùi bơ, ăn kèm với lớp pate cũng rất là vừa miệng. Nói chung là 10 điểm của chất lượng. Bây giờ thì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy là nó ngon như thế nào bằng việc là mình sẽ ăn hết cái đĩa này cho mọi người coi nhá. Nói chứ mình cũng chưa bao giờ ăn nhiều thịt như thế này, bởi vì là mình không phải là người thích ăn thịt nhiều lắm ấy. Cho nên là mình sẽ kêu anh Quýt ăn phụ nha. Nhưng mà mình nghĩ là đối với thực khách Tây ấy mọi người, thì họ có thể ăn hết cái chỗ này dễ dàng luôn, so với một người mà khá là nhỏ con như mình. Với lại hôm nay thì mình cũng muốn quay video cho mọi người coi những cái món nổi tiếng ở đây, cho nên là mình toàn gọi những cái món mà xuất bự bự không à. Ok, đây là món cuối cùng trước khi mà mình chuyển qua món tráng miệng nha. Trời ơi, em nó ngon dã man luôn ấy. Không phải là như mấy cái nui phô mai mà mình mua trong gói ấy, mà mình mua ở siêu thị đâu. Nui này được nấu với phô mai gouda và thịt dăm bông Ý xông khói, sau đó nướng lên. Đó, có thể nói đây là một cái món nui phô mai ngon nhất mà mình được ăn từ trước cái giờ luôn ấy. Anh Quýt rất là thích và dành về nui phô mai, cho nên là mọi người lắng nghe chia sẻ của anh ấy về món này thì nó sẽ chính xác hơn nhé. I don't give this compliment very often. This is the best mac and cheese I've ever had. And you know me, I'm a mac and cheese expert. Đây mọi người coi đĩa ăn của tụi mình nè, sạch sẽ luôn nha. Thực ra là no lắm rồi nhưng mà ráng ăn hết, bởi vì là nó khá là đắt đấy mọi người. Với lại bỏ thì uổng phí quá. Cũng vì nó ngon nữa, với lại không muốn làm anh phục vụ buồn. Ăn xong thì họ sẽ mang cà phê và tráng miệng cho mình nè. Ở bên đây thì mình thấy là thường là ăn xong là họ uống cà phê ấy. The coffee's awesome here. It smells so good. This restaurant's worth it. I wish I had an extra pair of hands so I could give it 4 thumbs up. Get the toast. Yeah. This was worth it. Worth the wait, worth everything. Awesome. Mình cũng rất mong chờ tới món tráng miệng này luôn, bởi vì là ai cũng khen lắm. Món này có tên là Sticky Toffee Pudding, ăn kèm với kem dulce de leche. Mình không biết đọc vậy có đúng không nữa. Mình cũng không biết dịch sang tiếng Việt là gì, nhưng mà phải nói là tuyệt đỉnh luôn nha. Mình không phải là fan của đồ ngọt, nhưng mà cũng không thể từ chối em nó. Phần bánh thì là thơm mùi kẹo bơ, vẫn còn ấm ấm và vô cùng mềm mịn. Xúc kèm với miếng bánh kem béo lạnh thì ôi dồi ôi, ta nói là lên tiếng đèn, lên tiếng đèn, lên tiếng đèn nè. That was worth it. Yeah. I can kind of see now like what's the difference between a really great restaurant
and like the excellent a world famous. Yeah, the world famous. Yeah. You know, like there, that's next level stuff right there. Yeah. And I was, you know, I told you too, like the coffee. Yeah. I had a cup of coffee. I was like, oh my God, this is the greatest coffee I've ever had in my life. And that mac and cheese is like, the mac you know, and cheese was the best I've literally ever had in my life. Yeah, you know, like I don't like mac and cheese. Bình thường thì mình không có thích ăn cái nui phô mai đâu. Thế nhưng mà hả, chỗ nui phô mai đây cực kỳ ngon luôn. Nếu như mọi người có cơ hội tới đây thì nhất định phải thử nha. Ngoài ra thì cái món ba tráng miệng, ôi dồi ôi, tuyệt vời. The dessert, oh my gosh, it's top up the top. Top. So I had to get a coffee mug. Oh yeah, yep. I just mua một cái một cái ly á. That fancy right now. Uh-huh. But I gotta show you. Yeah. I just mua cái ly ở tại nhà hàng nó luôn đó mọi người, để làm kiểu như là đồ kỷ niệm ấy. Anh ấy hay sưu tập mấy cái ly mà đi đâu cũng thế, đi bất cứ đâu là cũng sưu tập mấy cái ly như vậy hết á, để làm kỷ niệm này. Trời ơi, nhà một đống ly luôn đó, của tất cả các nơi mà anh ấy đã từng tham quan đó. Ok, Hell's Kitchen. Yeah. So cool. We just had a dinner at a lunch at Hell's Kitchen, Gordon Ramsay's. Oh, wow. Yeah. Fancy, fancy. Very. Oh my gosh. Yeah. Hey, buddy. Calvi, hi. Mommy, hi. Hi, buddy. Just know that when the cow says the cow is eating the corn. Oh, hai đứa nó chơi với nhau. Calvi, hi. E, E, F, G, H, I, J, K. L M N O P. Mami nhớ cô Bi lắm. I saw it. Aww. Nana, where are you? Mommy nhớ cô Bi lắm. Nana's way out yonder. Mommy and Daddy nhớ cô Bi lắm. Show the cow. Moo, wow. Wow, the cow goes moo, that's right. Oh, thương thế nhỉ. Trời ơi, ở nhà chơi với bà nội vui quá này. I love you. Awesome, buddy.